Để kỷ niệm sự kiện lịch sử CR7 quay trở lại mái nhà Manchester United, mình sẽ hướng dẫn chúng ta cách thiết kế poster nổi tiếng này trên Instagram của MU 100% bằng PowerPoint nha. Và để tăng thêm sự phấn khích, đây là tác phẩm animation do chính mình sáng tạo hoàn toàn bằng PowerPoint, tuyệt đối không dùng bất kỳ phần mềm kỹ xảo nào khác. Đây chính là hậu trường với hơn 2380 animation trên một slide để chúng ta tin tưởng vào cam kết vừa rồi của Niceslide. Đầu tiên, để có khổ giấy A4, mình sẽ mở công cụ Nicesize trong bộ tool Niceslide, chọn poster và chọn khổ giấy A4. Chỉ trong tích tắc, chúng ta sẽ có ngay khổ giấy thiết kế poster. Với người dùng thông thường, chúng ta sẽ vào Design, chọn Slide Size và chọn khổ giấy A4. Bây giờ, mình sẽ vào phần vẽ hình khối và chọn hình tam giác vuông. Sau khi vẽ xong rồi, chúng ta sẽ vào công cụ Rotate và chọn lật ngược theo chiều dọc, rồi di chuyển về phía góc trên của slide. Chúng ta giữ Ctrl kéo hình ra ngoài để nhân đôi, sau đó xoay và đặt về góc đối diện của slide. Mục tiêu tiếp theo của chúng ta là vẽ được các hình khối đa giác tự do như thế này. Chúng ta sẽ vào phần vẽ hình khối và chọn hình thứ hai từ bên phải sang. Chúng ta chấm một điểm để cố định góc đầu tiên, rồi giữ Shift di chuột sang bên phải và chấm điểm để cố định góc tiếp theo, rồi lại giữ Shift di chuột thẳng xuống để cố định góc thứ ba. Sau đó chúng ta bỏ Shift ra để vẽ được đường chéo tự do sao cho song song với cạnh huyền của hình tam giác. Chúng ta sẽ chấm nốt các góc còn lại và bắt buộc phải để điểm đầu trùng với điểm cuối để tạo ra hình khối có nền. Chúng ta lại dùng hình khối vừa rồi để vẽ được hình đa giác tự do tiếp theo. Chúng ta có thể tham khảo bố cục hoàn thiện của mình ở đây để vẽ theo nha. Tiếp theo, để lồng ảnh vào trong hình khối, chúng ta sẽ nhấn chuột phải, chọn Fill, chọn Picture, chọn From a File, chọn hình ảnh rồi insert vào trong hình khối. Chúng ta nhớ dùng Crop Fill để hình ảnh không bị bóp méo nha. Và nhược điểm bất cập của cách này, chúng ta sẽ phải làm từng đó bước thủ công với từng hình khối. Lợi thế độc quyền của học viên Niceslide đó là chúng ta chỉ cần kéo chọn tất cả hình khối, sau đó mở công cụ Nicephoto của Niceslide và chúng ta chỉ cần kích đúp lần lượt vào từng ảnh thì mỗi ảnh sẽ tự động lồng vào trong từng hình khối và tự động điều chỉnh để không bị bóp méo. Nicephoto chính là công cụ độc quyền của Niceslide giúp khắc phục tất cả nhược điểm của PowerPoint và giúp học viên dễ dàng sáng tạo bố cục hơn bao giờ hết. Sau khi đã chèn ảnh xong, chúng ta có thể mở Crop để tùy chỉnh phần ảnh hiển thị bên trong hình khối. Tiếp theo, chúng ta sẽ kéo chọn toàn bộ ảnh và Recolor để đổi màu ảnh thành màu khác, cụ thể ở đây là đen trắng. Và để tìm được họa tiết giấy bị rách qua đó che đi khoảng cách giữa các ảnh, mình sẽ mở công cụ Niling của Niceslide rồi chọn Google trong phần hình ảnh tách nền sẵn. Chúng ta sẽ tìm với từ khóa Paper Tone và rất tuyệt vời, trang Google của Niling sẽ tự động tìm ra ảnh được tách nền sẵn. Sau khi tải về, chúng ta sẽ chèn ảnh vào trong slide và di chuyển sao cho che đi khoảng cách giữa các ảnh. Chúng ta giữ Ctrl và di chuyển để copy liên tiếp, qua đó che đi tất cả khoảng cách. Chúng ta nên chèn thêm nhiều họa tiết với màu sắc và kích thước khác để mang tới sự đa dạng cho poster. Sau đó chúng ta sẽ viết nội dung chữ lên trên ấn phẩm và hình khối màu đen này chúng ta cũng sẽ tạo ra bằng công cụ vẽ tự do ở phần trước nha. Tiếp theo, mình lại mở công cụ Niling, mở Google và tìm với từ khóa là Dirt Texture để phủ một lớp bụi lên trên ấn phẩm, qua đó mang lại cảm giác vintage retro. Và khi chúng ta insert họa tiết bụi lên trên ấn phẩm, chúng ta sẽ được ngay một poster mang đậm cảm giác hoài niệm lịch sử. Cuối cùng, chúng ta có thể dùng công cụ Nicesize để lưu size hiện tại thành ảnh chất lượng cao, qua đó không lo ảnh bị vỡ khi in ấn hoặc đăng lên mạng xã hội. Vậy là qua video này của Niceslide, chúng ta đã thấy được sức mạnh vượt trội của PowerPoint vượt ra ngoài chức năng thiết kế slide thuyết trình thông thường. Đó chính là thiết kế ấn phẩm truyền thông và biên tập video animation sáng tạo. Video này cũng là minh chứng cho sự ưu việt vượt trội của bộ công cụ Niceslide giúp học viên tự động hóa và tối ưu hóa quá trình thiết kế nhanh hơn 9 lần so với người dùng thông thường. Cùng tham gia khóa học PowerPoint online của Niceslide để sở hữu miễn phí trọn đời Office 365 và bộ công cụ của Niceslide, qua đó khai phá toàn bộ sức mạnh tuyệt vời của PowerPoint.